Xin chào mọi người đã đến với kênh Hải Dân Official. Thì hiện tại vừa nay của chúng ta đang có những cái đà phục hồi tương đối là mạnh mẽ. Hôm nay là cái phiên tăng mạnh mẽ về khối lượng cũng như là về số điểm của VN Index. Vì hiện tại VN Index của chúng ta tăng 10,68 điểm so với phiên hôm trước và đóng cửa mức là 1.186,36 điểm và giá trị giao dịch được cải thiện là đến mức là 16.948 tỷ đồng. Và phiên hôm nay có thể gọi là cái phiên tăng trong những cái sự nghi ngờ của anh chị đầu tư. Vì sao gọi là tăng trong những sự nghi ngờ của anh chị đầu tư, tại vì các anh chị biết rằng ấy là những cái đợt vừa qua là các anh chị vừa hứng chịu những cái đợt điều chỉnh của thị trường, đang có những tâm lý hoang mang, bi quan hoặc là sợ hãi đối với thị trường, đặc biệt là ngày 26 tháng 3 này, đúng không ạ? 26 tháng 3 năm 2021 này có những cái sự điều chỉnh tương đối là mạnh mẽ, khi nó về test lại những cái vùng 1.150 này thì nó test thủng những cái vùng 1.150 về những cái vùng 1.137, tạo ra những điểm spring là những cái điểm bán tháo bán khống ra cho của các anh chị đầu tư này, tạo ra những cái điểm này hầu như các chị đầu tư sợ hãi và bán ra rất là nhiều ở phiên này, đúng không ạ? Nên chị thấy có những cái sự gia tăng về thanh khoản này, và khi các chị bán ra thì các nhà tạo lập họ lại hấp thụ lại lượng cung của các chị đầu tư bán ra và đẩy giá và đóng cửa mức là 1.163 điểm của thị trường chung, đúng không ạ? Thì những cái yếu tố mà các chị hoảng hồn bán ra thì sẽ có những cái dòng tiền mua vào, thì các chị phải biết dòng tiền đó là dòng tiền của ai mua vào. Và những phiên gần đây này khi các chị vừa bán ra rồi thì nó đang tăng lên trong những cái sự nghi ngờ của các chị đầu tư, thì những cái dòng tiền này là những dòng tiền của ai vào đỡ giá, đúng không ạ? Các chị phải đặt ra câu hỏi khi mình sợ hãi cũng như mình đang nghi ngờ thì ai là người tạo ra những cái thanh khoản như thế này, thì chắc chắn những cái thanh khoản này đến từ các nhà tạo lập là chủ yếu. Và hôm nay nó tăng điểm tuyệt đối như thế này thì nó chủ yếu là tạo ra những cái đà hưng phấn cho chị đầu tư, để các chị nhà đầu tư có thể mua vào ở những vùng cao hơn để họ có thể phân phối hàng ra. Nên cái việc bây giờ các chị là cần quan sát thị trường, xem khi mà nó có những cái lực lực mà bắt đáy cung của lực bắt đáy vào phiên ngày mai này, cũng như lực cung của các chị đầu tư kẹp hàng này bán ra có còn nhiều hay không. Nếu mà các đội họ đỡ đỡ lên hoặc chịu đỡ ấy, thì mình có thể tham gia ở những phiên tiếp theo, thì nó sẽ an toàn hơn khi cái việc mà mình mua đuổi ở giai đoạn hiện tại, tại vì thị trường nó duy trì hoài và nó duy trì đến suốt cuộc đời của anh chị đầu tư, đến suốt cuộc đời luôn, chứ không phải là các anh chị đầu tư ngày một ngày hai. Nên cái việc mà các anh chị quan sát là điều tất yếu, và cái ngày mai cũng là phiên quan trọng để các anh chị có thể xem lại lượng cung và lượng cầu như thế nào, các đội họ có hấp thụ lượng cung tốt hay không. Nếu họ hấp thụ lượng cung thì bắt buộc ở những giai đoạn phía sau thì họ phải đánh lên, chứ không phải là họ hấp thụ lượng cung mà họ có thể là xả hàng. Nên cái việc mà các anh chị quan sát ở thời điểm hiện tại là cần thiết. Và anh chị nào ấy thấy những cái phiên phục hồi như thế này đang bị kẹp hàng thì anh chị có thể hạ dần đi trong một xin đi, và mình nắm tỷ trọng cổ phiếu đâu đó khoảng là 70% cổ phiếu thôi và 30% tiền mặt, và những mã cổ phiếu nào đạt vị điểm mua thì mình có thể là giãn ngân thăm dò đối với mã cổ phiếu đó. Và hiện tại nó vẫn đang tích lũy và xoay quay trong những cái hộp Davos như thế này này, thì nó tích lũy như thế này thì nó vẫn mang những cái yếu tố tương đối tích cực và nó vẫn đang trong một trendline tăng về trung hạn và dài hạn. Nên các chị cứ cân nhắc và đưa ra những chiến lược đầu tư sao cho phù hợp. Thì hôm nay có những cái mã cổ phiếu về ngân hàng kéo rất mạnh thì em cũng sẽ đi qua phân tích về những cái mã cổ phiếu đó, như là STB này, thì vì sao hôm nay nó tăng, các chị cũng phải biết ấy, những cái yếu tố của nó vì sao nó tăng, đúng không ạ? Thì các chị thấy là những cái giai đoạn phía trước nó đi theo mẫu hình đó là VCB, có những cái biên độ thu hẹp dần, nó có những cái sự nâng đáy lên này, hầu như những cái giai đoạn này nó tích lũy và sideways quay, sau đó nó giảm giá xong tăng giảm liên tục như thế này, thì hầu như các anh chị đầu tư này có lãi mua những vùng đáy này, các anh chị cũng bán ra dần dần ở những giai đoạn phía đây, đúng không ạ? Và bán dần dần hết những cái lượng hàng của mình ra, hoặc là các anh chị đầu tư này kẹp hàng như này, các anh chị cũng có xu hướng các anh chị bán ra để cắt lãi cắt lỗ, đúng không ạ? Và khi các anh chị bán ra thì họ thu mua lại lượng hàng, tại vì các anh chị thấy những cái giai đoạn tích lũy và sideways quay tương đối lâu, đâu đó khoảng là từ tháng 1 cho đến bây giờ là tháng 3, đó là khoảng là 2 tháng, nên có những cái biên độ đánh lên trần như thế này là cái điều hiển nhiên từ các đội. Và anh chị thấy này, nó đi theo những cái mẫu hình VCB tạo ra những cái biên độ cho các anh chị nhà đầu tư hầu như là không dám mua vào đối với là cổ phiếu này. Những cái nhịp điều chỉnh như thế này nè, các anh chị thấy này, các anh chị cũng có dám mua vào đâu, nên cái biên độ nó rất là bé như thế này. Và hôm nay này họ hấp thụ hết lượng cung của anh chị đầu tư bán ra thì hôm nay họ đánh lên rất là mạnh. Thì hiện tại các anh chị có thì cứ nắm giữ đối với STB thôi, chứ cái việc mà các anh chị mua đuổi theo á thì các anh chị cũng có thể mua đuổi đối với mã cổ phiếu này, tại vì mã cổ phiếu này nó có dòng tiền lớn như thế này này, nó vào nó đánh rồi thì khả năng ngày mai nó sẽ là một cái phiên tăng điểm nữa và có thể là break out qua khỏi những cái vùng mà kháng cự trước của nó luôn. Nên các anh chị chú ý đối với STB, nhưng cái kịch bản đẹp nhất thì nó cần phải hấp thụ lượng cung và tích lũy lại, thì các anh chị có thể là có những cái điểm mua đẹp hơn thì nó sẽ an toàn hơn. Đối với STB thì các anh chị cũng có thể thấy này, nó có những cái chu kỳ của nó như là tích lũy này, nó cũng đi theo những cái chu kỳ như là tích lũy, sau đó đẩy giá này, sau đó phân phối định, sau là đè giá, đúng không ạ? Thì những cái giai đoạn nó cũng đi theo như thế thôi này, tích lũy này, đẩy giá, sau đó phân phối đỉnh, sau đó đè giá xuống. Đấy, anh chị thấy này, họ đè giá xuống sau họ tạo ra những cái vùng tích lũy để họ gom lại lượng hàng, đúng không ạ?
Thì đó là những cái chu kỳ tâm lý cũng như những cái chu kỳ các nhà tạo lập họ tạo ra. Thì bây giờ nó đi theo mẫu hình như thế này thì tương đối đẹp, nên cái việc mà STB nó tăng giá là điều đương nhiên. Thì nó cũng đi trong những cái hộp Navas này, các chị thấy này, nó đi tích lũy và xoay quanh trong cái hộp Navas như thế này, là một cái điều tương đối tích cực. Thị trường chung hiện tại nó cũng như thế, nên các chị chú ý. Như các mã cổ phiếu hôm nay có VIC này cũng tăng điểm này, thì video hôm qua em cũng có khuyến nghị các anh chị mua vào những cái mã cổ phiếu này. Và những cái mã cổ phiếu trụ thì có VIC là nó trong xu hướng tăng thôi, so với các một mã cổ phiếu khác thì các anh chị thấy này, Vinamilk này nó đang trong xu hướng giảm này, Vietcombank này nó đang trong xu hướng giảm này, VHM cũng đang trong xu hướng giảm này, thì làm sao mà các chị giải ngân được, đúng không ạ? Thì chỉ có VIC thôi, những cái phiên hôm qua em có khuyến nghị các anh chị có thể thăm dò đối với mã cổ phiếu này, tại vì các anh chị thấy này, nó đang đi trong những cái biên độ đó là tích lũy và sideways, đang phá vỡ những xu hướng giảm và đang trong xu hướng tăng. Và những cái biên độ tích lũy và sideways quay như thế này là những cái vùng mà đội họ kê kê lệnh để cho nó có những cái biên độ tích lũy và sideways quay như thế này để họ gom lại lượng hàng. Tại vì các chị thấy là nó về hỗ trợ, đúng không ạ? Nó về hỗ trợ về đấu giá 104 này. Khi mà nó có những cái lực cung bán ra từ các anh chị đầu tư cá nhân ấy, thì có những lực cầu hấp thụ hết, đúng không ạ? Và tạo ra những tâm lý chán nản cho anh chị đầu tư. Tại vì các anh chị thấy này, khi mà nó đi trong những biên độ như thế này, các anh chị thấy các anh chị không nắm dịch nổi được mã cổ phiếu này nữa. Tại vì nó đi tích lũy và sideways mà nó cứ giảm như thế này, làm sao mà các anh chị nắm được, đúng không ạ? Và khi các anh chị bán ra thì nó lại tăng. Tại vì những cái biên độ này các anh chị thấy này, nó hấp thụ tương đối lâu và có những cái giá trị cũng như lượng cung có những cái yếu tố giảm dần. Và những cái phiên mà anh chị giải ngân là những phiên này, những phiên Tech Cung 3 này hoặc là phiên này nè, và các anh chị có thể giải ngân rồi. Còn bây giờ các anh chị giải ngân thì nó đã muộn rồi. Thì khi các anh chị mua đủ như thế này thì thị trường nó điều chỉnh sẽ rủi ro hơn cho các anh chị. Nên cái việc các anh chị mà mua mới là VIC thì các anh chị cứ quan sát thôi, chứ chưa nên mua mới. Cần đợi những phiên tích lũy trở lại thì các anh chị hãy giải ngân. Và hiện tại thì các anh chị có thì cứ nắm giữ đối với VIC. Tiếp theo là về VHM, là các anh chị có nên giải ngân hay không? VHM thì không nên giải ngân, tại vì sao? Tại vì anh chị thấy này, VHM đang trong xuống xuống này, khi nó lên này chạm kháng cự thì nó lại bán ngược lại. Hiện tại thì chưa nên giải ngân, nó cần thời gian hấp thụ đủ lâu, đúng không ạ? Hấp thụ đủ lâu thì các anh chị mới có thể là tham gia. Và nó đang trong xuống xuống như thế này thì các anh chị tham gia thì làm sao mà các anh chị có lãi được? Và hầu như các anh chị nè tham gia bắt đáy ở những giai đoạn phía trước này, nó tạo đáy này, các anh chị bắt đáy thì hiện tại bây giờ các anh chị đã lỗ rồi. Nhưng cái việc xác định xu hướng cũng là một cái việc hết sức là quan trọng để các anh chị có thể là đầu tư sao cho nó an toàn nhất. Và hiện tại nó xuống xuống thì các chị không nên tham gia, các anh chị đợi nó phục hồi lên đâu đó khoảng là giá 98 hay là 100 gì đó thì các anh chị tham gia sẽ an toàn hơn. Tại vì khi tham gia lên những cái điểm mà 100 thì nó là đã là một cái xu hướng khác rồi, nên cái việc các anh chị tham gia những xu hướng đó thì nó sẽ tối ưu được cái lợi nhuận cũng như là về cái phần an toàn đối với cái tài khoản của anh chị. Bán mà các anh chị cứ quan sát thêm thôi. Thì hôm nay cũng có mã về mã cổ phiếu về ngân hàng, thì em sẽ đi sơ qua những cái mã cổ phiếu như là ACB này. Đây, ngân hàng thì có ACB. ACB thì sao? ACB có điểm để các anh chị giải ngân hay không? Thì các anh chị cũng có thể thấy này, ACB hiện tại nó có những cái sự test lại những vùng đáy tương đối là thành công này, có những dòng tiền lớn vào đỡ lên này. Cái gì thế này, khi có dòng tiền lớn này vào đỡ này và khi nó chạm vào những mô hỗ trợ và những dòng tiền vốn của họ thì họ sẵn sàng họ đỡ giá lên, đúng không ạ? Và các anh chị thấy nó test lại đáy tương đối thành công, và hiện tại nó đang hấp thụ lại lượng cung tại vùng đỉnh này. Các anh chị thấy này, các anh chị đầu tư kịp hàng có xu hướng là bán ra trong phiên hôm nay, đúng không ạ? Hoặc là các anh chị đầu tư này mua ở những vùng đáy này, các chị có xu hướng là các anh chị chốt lại khi mà nó chạm kháng cự thì nó tạo ra những cái áp lực cung. Khi nó lên giá đâu đó khoảng là 33.5 này, có những áp lực cung nó bán ra nên hôm nay nó đóng cửa mức là 33.3, là một cái điều đơn giản để các anh chị có thể dễ hiểu và khả năng ngày mai nó sẽ tích lũy trở lại. Nên các anh chị chú ý đối với ACB, khi nó tích lũy trở lại thì các anh chị có thể giải ngân. Ví dụ như nó có những cái biên độ tích lũy như thế này này, các anh chị có thể giải ngân này. Giải ngân khi xuất hiện những phiên càng lượng cung là Tech Cung 3 như thế này, các anh chị có thể giải ngân này. Hoặc là những cái phiên tích lũy như thế này, các anh chị có thể giải ngân này, tích lũy trở lại. Và phiên này là các phiên các anh chị có thể giải ngân. ACB các anh chị có thì cứ nắm giữ thôi. BID là một trong những mã cổ phiếu các anh chị nên chú ý này, nó tạo ra những cái mẫu hình giống như là mã cổ phiếu STB. Vì sao? Vì nó là một cái kênh giữa xu hướng, nhưng mà nó tạo ra những cái mẫu hình đó là VCB thu hẹp về biên độ. Các anh chị thấy này, thu hẹp về biên độ và có những cái dòng tiền lớn vào đánh chưa? Đây là dòng tiền lớn vào đánh chứ ai? Đúng không ạ? Chứ làm gì các anh chị đầu tư mà có những cái giá trị giao dịch lớn như thế này, thì chủ yếu là đội họ gom hàng trong những phiên này này về hỗ trợ, họ có những cái lực cầu họ đỡ lên tương đối là mạnh mẽ và nó đang đi tích lũy và sideways như thế này, tạo ra những cái hộp Navas. Và hôm nay này các anh chị thấy là nó test lại lượng cung bán ra cũng toàn hơi lớn, nhưng mà hiện tại tiền lớn đã vào đánh thì các anh chị cũng có thể giải ngân thăm dò đối với mã cổ phiếu BID. Và các anh chị thấy lượng cung hầu như đang có những cái yếu tố giảm dần, nên cái việc giải ngân với BID thì các anh chị có thể là cân nhắc. Về CTG sao? CTG cũng là một cái mã mạnh của thị trường, đúng không ạ? Vì sao là nó mạnh?
Tại vì các anh chị thấy khi mà thị trường điều chỉnh, nó điều chỉnh chung nhưng điều chỉnh ít hơn thị trường, nhưng mà nó tăng thì nó tăng lại mạnh mẽ hơn và đang tìm lại điểm cân bằng của nó, và nó đang hấp thụ lượng cung ở những vùng này này, nó sẽ có những giai đoạn tích lũy trên lại thì các anh chị có thể tham gia. CTG cũng là một mã cổ phiếu mạnh và các anh chị có thì cứ nắm giữ, và hôm nay có những cái dòng tiền lớn vào đánh này, nên cái việc mã cổ phiếu này các anh chị cũng có thể là thăm dò đối với mã cổ phiếu CTG. Nhưng việc bật banh thì hiện tại nó đã qua điểm mua rồi, các anh chị thấy này, nó có những cái biên độ tích lũy và sideways này, đúng không ạ? Tích lũy và sideways rũ bỏ các anh chị đầu tư rất là nhiều này, nên có những cái thanh khoản tương đối thấp dần, sau đó những cái lực cầu đánh lên này, và khi anh chị giải ngân ở điểm này thì các anh chị đã qua điểm giải ngân rồi. Điểm giải ngân là điểm này hoặc là điểm này là các anh chị có thể giải ngân. Khi mà nó đến những cái điểm này thì các anh chị không nên giải ngân nữa, và cái việc các anh chị cứ là nắm giữ đối với cổ phiếu này thôi. LVB thì không còn điểm giải ngân. SHB thì sao? SHB nó đã tăng 3 phiên trần rồi thì vì sao nó tăng? Thì nó cũng đi theo chu kỳ này, tích lũy đẩy giá không có đỉnh và đẩy giá, sau đó lại tích lũy trở lại, sau đó đẩy giá, đúng không ạ? Và đang đẩy giá như thế này mà cái việc tăng lúc như thế này thì các anh chị hạn chế mua vào. Khi anh chị mua vào thì nó sẽ rủi ro cho anh chị, khi điều chỉnh nó sẽ điều chỉnh vào những vùng này. Khi nó điều chỉnh thì nó sẽ điều chỉnh đó khoảng là 10 đến 20%. Việc anh chị mua đổi vào thì nó sẽ rủi ro rất là nhiều. Và hiện tại SHB anh chị có thì cứ nắm giữ thôi. Dòng tiền lớn nó cũng đã vào đánh rồi. Và cái việc anh chị mua đổi theo là không nên. Tiếp theo là về Techcombank thì sao? Techcombank hiện tại thì cũng có thể giải ngân thăm dò nè. Vì sao? Có dòng tiền lớn vào đánh này. Và cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó đang có những cái yếu tố cạn kiệt về lượng cung. Đúng không ạ? Cạn kiệt về lượng cung. Nên các anh chị cứ quan sát đối với mã cổ phiếu này, nó cần hấp thụ những cái lượng cung quanh những cái vùng đỉnh trước của nó là 41 này này, thì sau đó mới là những cái giai đoạn tăng giá của mã cổ phiếu này được. Nên Techcombank cái gì có thì các anh chị cứ nắm giữ thôi và quan sát thêm. Tiếp theo là về mã cổ phiếu VPBank thì sao? VPBank hiện tại nó đang hấp thụ lượng cung rất là tốt tại những vùng đỉnh của nó, và mã cổ phiếu này theo đánh giá cũng là một mã cổ phiếu mạnh. Khi thị trường điều chỉnh thì điều chỉnh chung, nhưng khi nó tăng mạnh mẽ và nó đang tìm đến những cái điểm cân bằng của nó, và có những cái dòng tiền lớn vào đánh này, cái gì thấy này, dòng tiền lớn vào đánh khi nó chạm về những vùng hỗ trợ của nó lại có những cái lực cầu đỡ lên. Thì bây giờ hiện tại thì bây giờ có thì mình cứ nắm giữ thôi, và chưa việc gì mình phải bán, và có thể là mình quan sát thêm đối với mã cổ phiếu VIBank, hoặc có thể giải ngân thăm dò thôi, chứ chưa việc gì mình phải giải ngân gấp đối với mã cổ phiếu này. Còn Vietcombank thì nó đang trong xuống xuống thì làm sao mà mình giải ngân được, khi mà nó có những cái xu hướng bứt phá khỏi những like giảm thì mình hãy giải ngân đối với mã cổ phiếu Vietcombank này, tại vì dòng tiền lớn cũng lớn vào rồi và đang đợi giá tương đối tốt. Và việc mình cần là mình chờ đợi cơ hội để mình giải ngân thôi, chứ việc giải ngân trong xuống xuống này sẽ rủi ro cho anh chị rất là nhiều. Tiếp theo là về các mã cổ phiếu về ngành thép thì có HBG này. HBG đẹp hay không? Đẹp, nó đang tạo ra những cái mẫu hình tích lũy và sẽ quay test lại vùng đáy trước của nó này, test lại rất thành công này, khối lượng vào đánh tương đối đạt này. Hôm nay nó hấp thụ là lượng cung ở những vùng đỉnh trước và nó đang tích lũy và sẽ quay trở lại, thì mã cổ phiếu này các anh chị nên chú ý, tại vì nó đang trong xuống tăng rồi, nó là kênh trên xu hướng nên nó sẽ không gặp áp lực chốt lãi, không gặp những cái áp lực cung bán ra nhiều từ các anh chị đầu tư kịp hàng nữa. Nên cái việc mình nắm giữ mã cổ phiếu này thì mình cứ việc nắm giữ hoặc có thể giải ngân thăm dò đối với HBG. Nam Kim cũng vậy, nó vận động cũng tương tự như HBG. HSG thì cũng vận động như thế, thì các anh chị có thể lựa chọn một trong ba mã để anh chị có thể đầu tư. Nếu các anh chị nào mà muốn những cái biên độ biến động ít thì các anh chị có thể là tham gia HSG và HBG. Còn mà muốn có những cái biên độ biến động cao thì các anh chị có thể tham gia vào thép Nam Kim. Thì đó là về ngành thép. Dầu khí thì các anh chị nên chú ý BSR là cái thứ nhất này. BSR nó tạo ra những cái vùng tích lũy và sideways này, các anh chị thấy lượng cung đang có những cái dấu hiệu cạn kiệt dần, có hai dòng tiền lớn vào đánh này, đỡ giá lên rất là tốt, và anh chị thấy nó về những vùng tích lũy của nó lại có những cái lực cầu đỡ lên, thì mã cổ phiếu này các anh chị nên giải ngân thăm dò đối với mã cổ phiếu này. Và BVS cũng vậy, các anh chị thấy này, nó tích lũy lại tương đối tốt và lượng cung bán ra cũng không nhiều, nên các anh chị có thể giải ngân thăm dò. Về dòng chứng khoán các anh chị nên quan tâm là SSI này, đi theo mẫu hình đó là VCB, đúng không ạ? Đang đi theo mẫu hình VCB và nó đang có những yếu tố rũ bỏ và đang có những yếu tố phục hồi lại, kết lại lượng cung tương đối bé, nên cái gì có thể giải ngân đối với SSI. Tiếp theo là về SHS, là một trong những mã cổ phiếu các anh chị cũng đáng quan tâm này. Nó cũng tạo ra mẫu hình VCB, đang có những cái biên độ thu hẹp dần và có những cái sự nâng đáy này, đáy sau cao hơn đáy trước, đáy sau cao hơn đáy trước, đúng không ạ? Và dòng tiền lớn vào tương đối nhiều đối với mã cổ phiếu này, đang hấp thụ lượng cung rất tốt, các anh chị có thì cứ nắm giữ hoặc có thể giải ngân thăm dò đối với SHS. Còn về các mã cổ phiếu về bất động sản thì có IDC này, các chị nên lưu ý này, ai sẽ là người tạo ra những cái biên độ tích lũy và sideways trong những cái biên độ ngắn như thế này? Chủ yếu là sẽ có những cái dòng tiền lớn họ vào họ đỡ giá này, khi dòng tiền lớn họ vào đỡ giá họ kê những cái biên độ giá này. Các chị thấy này, khi mà nó chạm đến những cái mức 38, 38.5 đi thì có những cái lực cầu và lực cung họ kê giá đâu khoảng là vài cổ phiếu bán ra, và ai là người mà kê những cái biên độ mà khi nó giảm về những cái biên độ giá 36.8 thì lại có vài triệu cổ phiếu họ bắt đầu họ mua vào, tạo ra những cái hộp Navas như thế này.
thì chứng tỏ có những cái cầu đến từ các tạo lập, cũng như họ muốn kìm hãm sự tăng giá, cũng như là cho những cái biên độ như thế này để các anh chị đầu tư này cắt lỗ ra, hoặc là các anh chị đầu tư chán nản bán ra để họ gom lại lượng hàng. Nên cái việc mà cổ phiếu này các anh chị cứ tiếp tục nắm giữ và có thể giải ngân đối với là cổ phiếu này, vì hôm nay là cái phiên có những cái lực cung đang có những cái sự suy yếu dần, nên cái việc giải ngân đối với IDC là các anh chị có thể là giải ngân. Thì đó là những mã cổ phiếu các anh chị nên chú ý ở thời điểm hiện tại. Thì cảm ơn các anh chị đầu tư đã lắng nghe video của em, thì chúc các anh chị đầu tư sẽ đầu tư ngày càng được thành công hơn, và những cái sự phân tích về mặt cổ phiếu hay là cung cầu gì đó thì nó chỉ nhận ở trên quan điểm, dựa trên quan điểm cá nhân của em thôi, nên các anh chị chỉ mang những cái yếu tố là tham khảo. Các anh chị muốn mua bán thì các anh chị hãy đưa ra những cái quyết định thật sáng suốt và đi vốn sao cho phù hợp. Còn các chị nào nào muốn mà tham gia vào viết của em thì có thể là xem qua những cái số điện thoại này để các chị có thể giải ngân, cũng như là có thể là liên hệ với em để em có thể là các chị vào viết. Và anh chị thấy hôm qua cũng nói về cổ phiếu STB và VIC rất là nhiều, nên hôm nay các anh chị cũng có thể là quan sát, nếu các anh chị có xem video của em thì các anh chị cũng đã bắt được mã cổ phiếu STB rồi.